rất nhanh hai người liền tới đến trên một chỗ lầu vũ thiếu con mắt nhìn về nơi xa ninh hàng phong chỉ vào phía trước nói liền là chỗ ở ngày trước của tỷ tỷ ta lý vân tiêu ngưng mắt nhìn lại một mảnh đào nguyên yên tĩnh cầu nhỏ nước chảy trăm vòng hành lang gấp khúc một bộ thản nhiên ninh hàng phong nói ngươi dẫn theo nhược băng đi thôi rất xa rời khỏi chỗ thị phi này tốt nhất tìm một chỗ ẩn cư xuống tới không bao giờ muốn hỏi đến việc trong thiên hạ nữa nếu là làm không được chỉ ít để nhược băng ẩn cư xuống tới để cho nàng có thể thật vui vẻ sống sót lý vân tiêu nhìn hắn một cái nói nàng là nữ nhi của khương sở nhiên hồng nguyệt thành thành chủ chi nữ trước kia nơi này chính là nhà của nàng ninh hàng phong sừng sốt cười khổ nói nhà ở đây trước kia là nhà của mọi người hiện tại bao nhiêu người đều đã mất đi nhà lý vân tiêu nói do đó chúng ta phải làm cũng không phải trốn đi mà là đoạt lại Ninh Hàng Phong toàn thân run lên, trong mắt tinh quang chớp động, tràn đầy vẻ phức tạp, sau đó hoặc như là quả cầu ra xì hơi, cười to nói. Ha ha, đoạt lại, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Nơi này là Hồng Nguyệt Thành A một trong bảy đại siêu cấp thế lực Hồng Nguyệt Thành A, lấy cái gì đến đoạt? Chỉ bằng ngươi, hoặc giả dựa vào ta. Ha ha ha, quá khôi hài rồi. Hắn cười ra hai hàng nước mắt, trong lệ mang theo máu. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nhìn hắn, nói. Ninh Hàng Phong, lần trước tới Hồng Nguyệt Thành ngươi là tứ tinh vũ đế, thực lực của ta chỉ có lục tinh vũ tôn. Hiện tại ta đã bát tinh vũ đế, mà ngươi vẫn là tứ tinh vũ đế, ngươi thực sự khiến người ta rất thất vọng. Không chỉ có là ta, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ thay ngươi cảm thấy thất vọng. Ninh Hàng Phong cả người chấn động, bỗng nhiên nói. Tỷ tỷ của ta, được rồi, ngươi cũng biết tỷ tỷ của ta hạ lạc, nàng còn đang nhìn thấy sao. Hắn hỏi ra vấn đề này, phảng phất như hao tốn cực lớn khí lực, cả người mồ hôi như mưa rơi trên mặt trở nên không có huyết sắc con ngươi của lý vân tiêu hơi co rụt lại liền khôi phục tự nhiên nói chị ngươi còn sống a à, thực sự là thật ngươi không có gạt ta ninh hàng phong bỗng nhiên đại hỉ cả người kích động khó diễn tả được thanh lệ chảy dòng lý vân tiêu nói còn sống không giả nhưng chịu người chế trụ ta trước kia còn trông cậy vào ngươi đi cứu nàng đấy hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều hắn vẻ mặt thất vọng lắc đầu, ninh hàng phong vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nói bị quản chế bởi người phương nào lý vân tiêu nói nói ra còn không phải cho ngươi đi chịu chết sao hắn khinh miệt nói lấy thực lực cận bã của ngươi liền đối phương cương khí còn không thể nào vào được hỏi tới tăng thêm phiền não đùng ninh hàng phong hai tay nắm chặt xương ngón tay nổ vang cả người xấu hổ và giận dữ vẻ mặt đỏ bừng lý vân tiêu nói mỗi người đều có tình huống không giống nhau, vị trí vị trí và tinh lực cũng không tương đồng, tương lai thành tựu cũng có lớn có nhỏ. Có người có thể trùng kích vũ đế đỉnh phong, nhìn trộm vô thượng đạo thần, mà có người vĩnh viễn dừng lại ở dưới vũ đế, trung thân quan cửu thiên cảnh vô vọng. Chúng sinh, nhỏ bé như con kiến hôi, như thế nào là cường giả? Hắn chỉ điểm một chút tâm ổ của Ninh Hàng Phong, nghiêm mặt nói. Chính thực sự cường giả là ở chỗ này, có trí thì nên, càng trói buộc càng dũng mãnh, vĩnh viễn không chịu thua, liền là cường giả. Thân thể của Ninh Hàng Phong run rẩy lợi hại, ngũ chỉ bóp cắm vào trong thịt, tiên huyết nhỏ giọt trên mặt đất. Lý Vân Tiêu nói, chờ khi nào ngươi trở thành cường giả, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện của Ninh Khả Nguyệt. Nói xong, hắn đi phía trước bước ra một bước, cả người trở nên hoảng hốt, hóa thành khói xanh tiêu tán ở trong ban công. A a a. Trên lâu đài truyền đến tiếng khóc lớn của Ninh Hàng Phong, nuốt hận im hơi lặng tiếng, bi thống động nhân trên lầu vũ không gian hơi nhộn nhạo chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh đều khóa lại bên trong hắc bào nhìn trước mắt một mảnh đào nguyên chi cảnh thật lâu bất động ninh hàng phong cách hắc bào thân ảnh bất quá mấy thước mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển lại hoàn toàn không có phát hiện tiếng khóc giống yếu dần cuối cùng hóa thành một đạo quang mang hướng phía xa xa bay đi hắc bào lão giả nhìn chằm chằm xa xa tự lẩm bẩm lý vân tiêu sao ngươi rốt cuộc là ai một mảnh đào nguyên chi địa phương thảo hoa tươi, dương liễu bay xanh biếc, gió thổi ảnh động. Hồ điệp chuồn chuồn ở khóm hoa bay lượn, nước chảy nổi lên yên ba, linh khí tỏa khắp trên không trung, một mảnh u tĩnh, cùng với bên trong hồng nguyệt thành ồn ào hỗn loạn tuyệt nhiên tương phản. Trên cây liễu mấy con chim én líu díu ngậm cành khô, bùn đất ở trên cây xây tổ. Mấy chỗ sớm oanh tranh noãn cây, nhà ai tân yến chắc xuân nề. Dưới dương liễu, một bạch y nữ tử nhìn xuân yến, khó có được nở nụ cười, như là nhuận vật không tiếng động, bách hoa tăng thêm xuân sắc. Ai, ngươi còn có tâm tư tại đây ngắm hoa xem chim. Cái này gọi là trước đây vương tạ đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường ra, ta ngươi tôn quý là hồng nguyệt thành công chúa. Trong khoảnh khắc đã trở thành đồ chơi của người khác, ngay cả một con phi điểu cũng không bằng. Bên người một hồng y nữ tử dơ lên cánh tay đầy đặn, u oán than thở. Ngươi còn tốt, gả cho đường tâm, tương lai thậm chí có thể là hồng nguyệt thành chủ mẫu, thân phận tôn quý không giảm, Ta đã có thể thảm rồi, thưa thớt thành bùn, còn không biết bay xuống nhà ai đây. Khương Nhược Băng nói, nếu là tỷ tỷ thích, liền do ngươi gả cho đường tâm thật tốt. Khương Nhược Mai tràn đầy oán giận phẫn hận, một tay nắm bắt gương mặt tinh xảo của Khương Nhược Băng tả hữu đoan trang, nói. Ta cũng không nghĩ ngươi so với ta đẹp hơn chỗ nào nha, vì sao tân nương tử chính là ngươi. Ngươi lại chớ không biết đủ, cho dù vẫn như cũ tôn quý như công chúa, gả cho người cũng không gì hơn cái này sau khi xuất giá hảo hảo hầu hạ đường tâm công tử tranh thủ được sủng ái địa vị tỷ tỷ sau này còn trông cậy vào ngươi khương nhược mai gương mặt đố kỵ vẻ ngạo nghễ dơ cao hai vú một tia hồng đoạn khỏa hung câu nhân tâm phách sau khi hoàn toàn thoát thai hoán cốt nàng vòng eo dài và nhỏ băng cơ ngọc cốt khoác một kiện áo lụa màu đỏ phong tư đích xác không ở dưới khương nhược băng thậm chí nhiều hơn vài phần kiều diễm động nhân khương nhược băng cau mày nói tỷ tỷ đừng nói linh tinh nữa để hồng nguyệt thành bình ổn quá độ ta tự nguyện hy sinh chính mình nhưng muốn ta thật tình đãi đường tâm làm sao có thể ai u còn hy sinh ni ủy khuất người đúng không khương nhược mai e ẩm giễu cợt nói ngươi bây giờ là tiểu thư nghèo túng nhân ra là hồng nguyệt thành thành chủ nhi tử rốt cuộc là ai trèo cao người nào còn nhớ rõ ở ngọc thiềm tông không những người đó thế nào mắt chó coi thường người ngay cả tần úy con cóc ghẻ đều muốn nhúng chàm ngươi nhưng sau lại đường ra đưa tin nói muốn làm đám hỏi với ngươi, ngươi không thấy những người đó đối với chúng ta thái độ biến hóa sao. Tần úy cặp sắc mị nhãn kia cũng thay đổi, Khương Nhược Băng chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, nói. Tỷ tỷ và tần úy cũng không phải ở cùng một chỗ sao. Dụng tâm hầu hạ tần úy, tương lai làm ngọc thiềm tông chủ mẫu, thân phận địa vị cũng là cực cao. Hừng, dựa vào cái gì ngươi chính là Hồng Nguyệt thành chủ mẫu, ta chỉ có thể làm một ngọc thiềm tông chủ mẫu. Khương Nhược Mai không phục, nói luận sinh ra ta và ngươi không có gì khác biệt luận tư sắc ta không ở dưới ngươi luận đòi nam nhân tốt ta càng mạnh hơn ngươi không biết gấp trăm lần dựa vào cái gì ta sẽ so với ngươi thấp một cấp trên mặt của khương nhược băng hiện lên vẻ xấu hổ và giận dữ nổi giận nói khó có được đi ra giải sầu một chút còn phải nghe tỷ tỷ hồ ngôn loạn ngữ khương nhược mai lạnh lùng nói ta thế nào hồ ngôn loạn ngữ câu nào nói sai rồi trong mắt nàng lưu quang vừa chuyển đột nhiên cười nói, "Ngươi có phải còn đang suy nghĩ Lý Vân Tiêu hay không?" Thân thể của Khương Nhược Băng run lên, vội vàng cả kinh nói, "Không có, không nên lại nói bậy nữa, không có." Khương Nhược Mai giả hoạt cười, nói, "Quên đi, ta còn tưởng rằng ngươi đối với Lý Vân Tiêu có hứng thú đấy. Vừa mới nghe được một ít về tin tức của hắn, vốn là muốn nói cho ngươi biết, hiện tại xem ra không cần thiết." "Cái gì? Lý Vân Tiêu có tin tức gì?" Khương Nhược Băng quĩnh lên, biết khương nhược mai là cố ý khi dễ nàng nhất thời cả giận nói nếu không phải nói xin mời tỷ tỷ lập tức rời khỏi được 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 ta nói ta nói ngươi đừng tức giận khương nhược mai cười nói còn nói ngực không nhớ hắn bất quá cũng khó trách đây lý vân tiêu anh tuấn tiêu sái thực lực không tầm thường tính tình lại phóng đãng không kềm chế được thái độ làm người được rồi khương nhược băng đỏ mặt lên khiển trách nói thẳng tin tức Khương Nhược Mai thấy nàng thật sự tức giận, cũng không dám nói tiếp nữa. Ngược lại nói, ta vừa mới nghe người của tứ cực môn nói, ngay trước đó không lâu, Lý Vân Tiêu đại náo Phong Linh Thành, hầu như đem toàn bộ thành trì phá hủy. Hiện tại tứ cực môn đã phái cao thủ đi bắt hắn, ngay cả Hóa Thần Hải cường giả đều xuất động. Lần này hắn sợ là có chạy đằng trời rồi. Sắc mặt của Khương Nhược băng thoáng chút khó xem, lo lắng nói, hắn tới Phong Linh Thành làm cái gì? Chẳng lẽ không biết hiện tại chính là thời buổi rối loạn sao? Thật là một kẻ ngu si, ngốc tử. Làm cái gì? Khương Nhược Mai khẽ cười nói, ngươi là thật không biết hay giả vờ không biết? Toàn bộ khắp thiên hạ đều biết hắn là tới Hồng Nguyệt thành cứu ngươi. Sắc mặt của Khương Nhược băng trong nháy mắt trắng bệch đứng lên, đôi môi cắn đỏ tươi, nói, ta vẫn tốt mà, không cần hắn cứu, mau để cho hắn rời khỏi. Khương Nhược Mai cười nói, ngươi tốt nhất sao? Tỷ tỷ không thấy như vậy nha cả ngày một bộ dáng sầu mi khổ kiểm, mới có mấy ngày, dĩ nhiên so với ta còn gầy hơn, thật để cho tỷ tỷ đấu kỵ đấy. Thế nào khắp thiên hạ nam nhân tốt đều mắt bị mù sao, ta đâu có chỗ nào không sánh bằng người. Khương Nhược Băng cắn răng, nói, tỷ tỷ có thể có biện pháp liên lạc với Lý Vân Tiêu. Thay ta mang ra nói, để hắn sớm rời khỏi, không nên tham dự tiến đến. Khương Nhược Mai oán giận nói, ngươi thật đúng là để mắt tới tỷ ngươi, điểm ấy tin tức ta đều là thật vất vả nghe được. Ngươi không biết khi người của tứ cực môn nói cho tin tức ánh mắt nhìn xem ta kia, hận không thể đem ta ăn. Lại để cho ta nghĩ biện pháp liên hệ Lý Vân Tiêu, ngươi đây là ép lão tỷ bán đứng nhan sắc. Khương Nhược Băng vội la lên. Như vậy làm sao cho phải? Lý Vân Tiêu nếu là tới, chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới? Ai? Ngươi lo lắng cái gì nha? Có kẻ ngu si không biết tự lượng sức mình tới tự chui đầu vào lưới, một đoạn giai thoại lãng mạn cỡ nào nha? Khương Nhược Mai không ngừng hâm mộ, si mê phân tích đứng lên, nói. Lý Vân Tiêu và Đường Tâm là hai loại nam nhân hoàn toàn bất đồng phong cách, công tử phong lưu tuấn, chỉ có mỹ thiếu niên. Người loại thiếu nữ ngu ngốc này có thể sẽ càng thích Lý Vân Tiêu cuồng dã phóng đãng không kiềm chế được. Nhưng Đường Tâm cử chỉ ôn văn nhĩ nhã, ra thế hiển hách mới có thể đả động phương tâm của ta đây loại thành thục nữ nhân. Lý Vân Tiêu chỉ thích hợp sinh hoạt ở trong lãng mạn, nếu hắn thực sự dám đến, đó chính là đem lãng mạn phóng đại đến mức tận cùng, sau đó như pháo hoa nghiền nát, oa, cảm giác thật đẹp nha. Khương Nhược Băng bị nàng một câu kia phanh cả kinh cả người run lên, cả giận nói. Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ nữa, đi nhanh lên. Khương Nhược Mai hừ lạnh nói. Ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Lý Vân Tiêu là người thông minh, kiên quyết không sẽ vì một nữ tử đi tìm cái chết. Cho dù hắn thực sự tới, lại có bản lãnh gì từ trong tay đường tâm đem ngươi đoạt lấy đây. Ngươi cũng đừng lo lắng, hảo hảo hưởng thụ xuân ý nồng đậm, chờ ngươi làm tân nương tử đi. Khương Nhược Bang đang một trận phiền muộn, nếu không có trước mắt là thân tỷ tỷ của chính mình, hận không thể trực tiếp tát một trường vũ chết nàng cả giận nói: "Cút, ngươi bây giờ liền cút đi cho ta." Hùng, cút thì cút, Hảo Tâm không được hảo báo, lần sau có bất cứ tin tức gì, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết nữa. Khương Nhược Mai sắc mặt trầm xuống, xoay người đã muốn rời khỏi, đột nhiên cả người cả kinh, hoảng sợ nhìn tiền phương dưới Dương Liễu, một gã nam tử chẳng biết lúc nào thản nhiên mà đứng. A. À, hai tỷ muội đều là cùng thì kinh hô lên, vẻ mặt hoảng sợ thất sắc. Lý Vân Tiêu cười nói, nhược mai tiểu thư, hồi lâu không gặp, giống như con người mới, dung mạo như thiên tiên, khanh khách. Khương Nhược Mai ở sau ngắn ngủi kinh hãi, liền ha ha nở nụ cười, mị nhãn chớp động, ôn nhu nói. Vân Tiêu công tử, hồi lâu không gặp, càng lộ ra anh Tuấn, còn học được ngoài miệng nở hoa, chọc nữ hài tử vui vẻ. Hai tay của Lý Vân Tiêu ôm ở trước ngực, cười nói. Có sao, sự thực mà thôi. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Khương Nhược Băng cũng từ trong thất thần chợt tỉnh táo lại, trong mắt không khỏi chớp động nước mắt, len lén lén lau một chút, liền lo lắng nhìn bốn phía, nói: "Ở đây đề phòng xâm nghiêm, ngươi là vào bằng cách nào? Đi nhanh lên, rời khỏi Hồng Nguyệt Thành, nếu không phải về tới." Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Ừ, ngươi theo ta một đường đi thôi." "Không được." Hai tỷ muội các nàng đồng thời lớn tiếng nói: Khương Nhược Mai thoáng chút ngăn ở trước mặt Khương Nhược Băng, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu trở nên băng lạnh, nói: "Ngươi đừng mơ tưởng bắt cóc muội muội của ta, ngươi làm như vậy sẽ hại mọi người." Lý Vân Tiêu nhìn Khương Nhược Băng, hai mắt như sao, trong suốt như nước, không có một tia rung động. Khương Nhược Băng bị hắn nhìn tới đỏ mặt lên, đồng thời trong lòng đau xót, nhịn không được nước mắt chảy ròng, nói: "Tỷ tỷ của ta nói đúng, ngươi đi nhanh lên đi, ta sẽ không đi theo ngươi." Lý Vân Tiêu cười nói: ai nha thật chẳng lẽ như ngươi nhược mai tiểu thư nói đường tâm bộ dáng ôn văn nhĩ nhã và gia thế hiền hách cứ như vậy hấp dẫn người khương nhược mai lạnh lùng nói chí ít so với ngươi mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần ngươi cái con cóc này đừng mơ tưởng đánh chú ý với muội muội ta không đi nữa ta gọi người phụ cận đây chỉ ít mai phục trên trăm cao thủ ta chỉ yếu hô một tiếng bọn họ trong giây lát sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn khương nhược băng vội vàng kéo lại khương nhược mai rất sợ nàng thực sự gọi người nói Ngươi đi nhanh lên đi, tỷ tỷ của ta nói không sai, một mình ta thân dính dáng quá lớn. Nàng lộ vẻ sầu thảm cười nói, "Ta đã không phải là tiểu hài tử, không thể lại do ta được tùy hứng. Cha đã mất, ta phải gánh vác, gả cho Đường Tâm chính là kết cục tốt nhất cho ta rồi." Trong lòng Lý Vân Tiêu mạnh mẽ co quắp một chút, một cảm giác phiền muộn không rõ lan tràn ra, nói, "Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta ngày kia lại tới tìm ngươi, ngươi cho ta một đáp án. Đi nhanh đi." đừng tới phá hủy muội muội ta sẽ không thể nào đi theo ngươi đáp án hiện tại đã cho ngươi cút ngay con cóc khương nhược mai ác ngữ nói ra vung lên nắm tay để làm một tư thế muốn đánh người lý vân tiêu nhìn khương nhược băng một cái thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt trực tiếp tiêu thất ở bên trong đào nguyên hừng nghĩ không ra con cóc này thật đúng là dám đến khương nhược mai nhãn thần băng lạnh nói ta đây phải đi thông chi người của tứ cực môn để cho bọn họ đi bắt con cóc này Đừng mà." Khương Nhược Băng một chút đem nàng nắm lấy, vội la lên. "Ngươi nghĩ đem ta tức chết à?" Khương Nhược Mai lạnh lùng nhìn nàng, sau đó khuôn mặt trở nên ôn hòa đứng lên, lấy tay lau chùi nước mắt trên mặt Khương Nhược Băng, ôn nhu nói. "Nhược Băng, ngươi vừa mới rồi đã làm đúng, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, tất cả phải lấy đại cục làm trọng. Nếu là ngươi thực sự cùng với Lý Vân Tiêu đi, như vậy không chỉ có là tỷ tỷ, còn có mẫu thân, còn có toàn bộ Khương thị gia tộc." thậm chí toàn bộ Hồng Nguyệt thành thế lực cũ đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, ngươi sẽ không giận mọi người không để ý chứ. Khương Nhược Băng nuốt nước bọt đáng chát, sâu thảm nói. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, đương nhiên sẽ không. Khương Nhược Mai gật đầu nói. Ngươi trưởng thành, ta tự nhiên sẽ yên tâm. Nàng đột nhiên trong lòng khẽ động, nói. Vừa rồi Lý Vân Tiêu nói cái gì? Hắn ngày kia lại tới tìm ngươi. Khương Nhược Băng cũng là cả người đại trấn, thất thanh nói. Ngày kia, Ngày kia đó là ngày đại hôn, hắn muốn làm gì? Khương Nhược Mai ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng hơi dơ lên, hiện ra vẻ châm chọc, cười nhạo nói. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngày đại hôn, trong thiên hạ vô số cường giả tề tụ hồng nguyệt thành, hắn dĩ nhiên muốn tới cướp hôn phải không? Ha ha, cười chết người, chẳng lẽ hắn nghĩ mình là phong hào vũ đế phải không? Ha ha ha, thực sự là một con vật ngu xuẩn. Khương Nhược Bang thoáng chút kinh ngạc thất thần đứng lên, cả người trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy có loại cảm giác thiên toàn địa chuyển, thoáng cái vô lực ngồi phịch ở trên mặt đất. Bên trong Hồng Nguyệt Thành, trong một gian xương phòng tinh xảo. Lô hương lượn lờ, bạn có vui âm, một cánh cây tử đàn điêu vân long văn bình phong, mặt trên khảm đầy ngọc thạch, ảnh ngược yếu ớt bóng hình xinh đẹp, vũ động cầm huyền. Đột nhiên bóng người bị kiềm hãm, tiếng đàn dừng lại. Một đạo thanh âm nữ tử truyền đến, khẽ gọi nói, quân đình. Sau tấm bình phong hàn quân đình vội vàng đi ra, tiến lên bài nói. Quân đình gặp qua khả vân sư thúc. Quỳ hoa bà bà cũng là cung kính đứng ở một bên. Bên trong xương phòng đột nhiên thanh ảnh lóe lên, một gã cung trang nữ tử liền xuất hiện ở bên trong phòng. Nữ tử tóc dài vén thành búi, mấy đóa kim hoa vụn vặn, toàn thân lộ ra một cổ khí tức cao quý. Nàng đi thẳng tới trước thính, trực tiếp hào phóng ngồi xuống, nói. Chuyện ta cho ngươi điều tra như thế nào? Hàn Quân Đình lúc này vẫn là trang phục lão đầu, nhất cử nhất động cũng là mười phần lão thành, ho khan vài tiếng, nói. Sư thúc phân phó việc, cơ bản điều tra rõ, còn có một chút cạm bẫy, cũng cơ bản có thể suy đoán ra tới. Nga, mau nói tới. Cung trang nữ tử có chút khẩn cấp. Hàn Quân Đình lúc này mới nghiêm mặt nói. Hiện tại cơ bản có thể khẳng định là Khương Sở Nhiên đã chết, hơn nữa chính là bị Nguyệt Đồng phụ thân mộ dung trúc giết chết. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt đại biến, quát dẹp đường hai mắt trong nháy mắt như nhận hướng phía trong hư không nhìn lại cung trang nữ tử có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái nói quân đình tu vi của ngươi lại tăng thêm không ít thậm chí ngay cả hành tích của cha ta đều có thể phát giác ra được cái gì người nọ là hàng quân đình thất kinh chỉ thấy trong hư không chậm rãi xuất hiện một vị hắc bào nhân thấy không rõ khuôn mặt giống như là u linh phiêu đãng ở xương phòng bầu trời quỳ hoa bà bà nội tâm dị thường kinh hãi lấy tu vi cửu tinh vũ đế, dĩ nhiên hoàn toàn không phát hiện được người trước mắt này tồn tại. Cung trang nữ tử nói, cha, ngươi thật thông tuệ hiểu biết, ta vừa tiến vào Hồng Nguyệt Thành đã bị ngươi theo dõi. Trong hắc bào chậm rãi hiện ra một đôi mắt đục ngầu già nua, lo lắng nói, chuyện liên quan đến muội muội ngươi, ta có thể nào trong lòng không vội. Cung trang nữ tử hừ nói, nếu cha thực sự quan tâm, lúc đầu mộ dung trúc từ bên trong địa lão thiên hoang lúc đi ra, lấy năng lực của cha hoàn toàn có thể ngăn cản cũng sẽ không để muội muội tùy ý mộ dung trúc bắt tới hắc bào nhân im lặng không lên tiếng hình như có lời khó nói vừa rồi tựa như có áy náy tự trách cung trang nữ tử cũng có chút hối hận cảm giác mình giọng nói nặng vội hỏi cha không cần để ý nữ nhi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi ít nhiều có chút oán giận khí hắc bào nhân nói ngươi nói không sai ta không chỉ có là một thành chủ không xứng chức cũng là một phụ thân không xứng chức. Ai, ta Ninh Khả Vi suốt đời, chung quy là một cuộc sống thất bại. Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa bà bà đều lặng lặng đứng ở một bên, nghe một đôi phụ nữ này nói chuyện, không dám ngắt lời. Ninh Khả Vân vội hỏi. Cha nghìn vạn lần không nên nói như vậy, việc lúc trước, ta tin tưởng cha nhất định là có khổ trong lòng. Ninh Khả Vi thở dài, nói. Không đề cập tới chuyện cũ nữa, vị tinh nguyệt trai đại trưởng quỹ này nói vậy chính là đệ tử thân truyền của thần tiêu cung khúc hồng nhan cung chủ đi hàng quân đình vội vàng tiến lên bái nói hàng quân đình gặp qua lão thành chủ đại nhân ninh khả vi gật đầu nói ngươi rất tốt hàng quân đình không rõ nguyên do không biết ba chữ này hàm nghĩa ninh khả vân đột nhiên cười nói cha ngươi cho tới bây giờ rất ít khoa người đương nhiên muội muội thiên tư siêu tuyệt có thể dẫn động tuế nguyệt như ca đa cũng bất quá mới nói một chữ tốt hiện tại cũng không chút nào tiếc rẻ nói hai chữ tốt, có thể thấy được thiên tư của quân đình xa ở trên muội muội rồi. Ninh Khả Vi nói, việc năm ấy, ngươi vẫn còn nhớ rõ. Ninh Khả Vân bộ dáng có chút giận dữ, nói, đương nhiên nhớ kỹ cha chẳng bao giờ khen qua ta, thật giống như ta cho tới bây giờ cũng không bằng muội muội. Hùng, nếu không có như vậy, ta sao trong cơn tức giận đi thần tiêu cung, rời xa Hồng Nguyệt Thành, không muốn gặp lại cha nữa. Ninh Khả Vi đem nón đen trên đầu gỡ xuống, hé ra dung nhan già nua triển lộ ở trước mặt mọi người, đầu đầy tóc bạc. Trên mặt tất cả đều là dấu vết thời gian khắc tạc xuống, dù vậy tuyệt thế cường giả, cũng đỡ không được năm tháng vô tình. Ninh Khả Vân thân thể run lên, chỉ cảm thấy trong mắt có chút đau nhức, kêu một tiếng. Cha! Ninh Khả Vi khẽ cười nói. Ngươi đã là một đời cường giả. Trong mắt của Ninh Khả Vân chớp động ánh huỳnh quang, cười nói. Cha cuối cùng cũng khen ta một lần rồi. Ninh Khả Vi nói. Ngươi Trung Quy là người của Hồng Nguyệt Thành Ninh gia, Trung Quy đã trở về, không để cho cha thất vọng. Ninh Khả Vân cười nhạt một tiếng, nói: Không dám để cha thất vọng. sắc mặt của Ninh Khả Vi chuyển thành ngương trọng, nói: Mới vừa rồi tin tức xác định là thật, Sở Nhiên thực sự đã chết rồi sao? Hàng Quân Đình vội hỏi. Mặc dù không có người thấy tận mắt, nhưng cơ bản đã có thể xác định. Ninh Khả Vi ngưng thanh nói: Nguyệt Đồng bộ tộc sao? năm xưa cổ phi dương cũng là bị nguyệt đồng phụ thân sau này đem nguyệt đồng triệt để chế trụ ngược lại sử dụng thực lực của mộ dung trúc so với cổ phi dương vẫn là kém hơn một chút à hàn quân đình nói căn cứ tin tức thông báo mộ dung trúc chắc là đã sớm chết bây giờ mộ dung trúc hoàn toàn chỉ là một thân thể hoàn toàn là nguyệt đồng khống chế ninh khả vi ngẩn ra than thở thì ra là thế đứa bé kia rất ưu tú nghĩ không ra cũng đi trước một bước mỗi một người đều đi duy chỉ có ta đây một lão đầu khớp xương còn lưu lại thế gian ninh khả vân nói cha không nên nói bậy vì việc của muội muội ta vừa đi một chuyến lam tuyết thánh thành gặp được công dương chính kỳ đại nhân thánh vực đang vì thế sự mưu hoa ngày gần đây sẽ phải phái cường giả đến bao vây tiễu trừ nguyệt đồng ninh khả vi hơi biến sắc mặt nói muội muội ngươi ninh khả vân nói cha yên tâm công dương chính kỳ đại nhân đã đáp ứng ta rồi tất nhiên sẽ tận lực bảo trụ tính mệnh của muội muội. Hàn Quân Đình nói, ta cũng có tin tức, nghe nói Nguyệt Đồng giết không ít người của Thánh Vực, rước lấy bao vây tiểu trừ cho là trong tình lý. Có Thánh Vực xuất thủ, Nguyệt Đồng là chạy trời không khỏi nắng rồi. Ninh Khả Vân nói, ừ, mặc dù Nguyệt Đồng có cường đại đi nữa, cũng chạy không thoát Thánh Vực truy sát. Hơn nữa ta nghe công dương chính kỳ đại nhân nói, mộ dung thế gia cũng sẽ phái người tới cùng nhau hiệp trợ bao vây tiểu trừ. Hàn Quân Đình lang nói, mộ dung thế gia đều đã nhiều năm như vậy bọn họ còn có thể quản việc này ninh khả vân nói ta cũng cảm thấy kỳ quái đấy ninh khả vi nói mộ dung trúc năm đó cũng là mộ dung thế gia đệ nhất thiên tài không chỉ có như vậy hắn vẫn mở ra mộ dung thế gia huyết mạch thực thi mộ dung thế gia lần này xuất động hẳn là vì thực thi này mà đến thực thi mấy người đều giật mình không rõ hàm nghĩa trong đó ninh khả vi nói trong đó khúc chiết ta cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là nghe Khả Nguyệt đã từng nói. Nguyên nhân cũng chính bởi vì thực thi này, để mộ dung trúc có chính mình khó có thể nắm trong tay số phận, lúc này mới đưa đến bi kịch sau đó. Ninh Khả Vân nói, mặc kệ thế nào, chỉ cần muội muội chớ gặp chuyện không may là được. Nàng nhìn Ninh Khả Vi, rốt cục không nhịn được nói. Nếu Nhi Thủy Trung không nghĩ ra, cha vì sao phải đem Hồng Nguyệt Thành chắp tay dâng cho Đường Khánh? Lúc đầu Hồng Nguyệt Thành biến cố, nếu là cha không trái lại trợ giúp Đường Khánh nói, hiện tại Hồng Nguyệt Thành đã còn ở trong tay Tam Đại Thế Gia đi. Ninh Khả Vi thản nhiên than thở. Hồng Nguyệt Thành ở trong tay Đường Khánh, chí ít còn nằm trong tay ta khống chế. Nếu là biến thành những người khác, sợ rằng cha cũng vô pháp nắm trong tay. Những người khác. Mấy người đều giật mình, lộ ra thần sắc ngạc nhiên, Ninh Khả Vân nói. Cái này những người khác, là ai? Trong con ngươi của Ninh Khả Vi khàn khàn khí thoáng chút tàn ra, không ngừng có tinh mang chớp động, nói: Các ngươi đừng hỏi nữa, để Đường Khánh chấp trưởng Hồng Nguyệt Thành, chích là ta ngộ biến tùng quyền. Nguyên bản ta nghĩ đợi thời cơ thành thục, liền để Sở Nhiên một lần nữa tiếp trưởng trở về, nhưng bây giờ. Hắn suy ngẫm nói: Thích hợp nhất trưởng quản Hồng Nguyệt Thành, cũng chỉ có muội muội ngươi. Do đó Khả Vân, ngươi nhất định đem muội muội ngươi mang về. Trong lòng của Ninh Khả Vân hoảng sợ, cha mình không chịu nói rõ, tất nhiên là bởi vì địch nhân quá mức cường đại do đó không muốn chính mình rơi vào trong toàn bộ thiên hạ tồn tại có thể để phụ thân kiên kỵ như vậy rốt cuộc là ai nàng trong lúc nhất thời có chút tâm loạn như ma đứng lên ứng tiếng nói đã biết cha ninh khả vi nói mọi việc đều cẩn thận hồng nguyệt thành đã ở trong nguy cơ sinh tử nếu là ngày khác gặp nạn ta mong muốn thần tiêu cung có thể giúp đỡ một chút hàng quân đình thấy hắn đang nhìn mình vội vàng khom người nói vãn bối tất nhiên sẽ đem hết toàn lực ninh khả vi biết hàng quân đình ngầm nói chỉ là chính mình cũng không phải là thần tiêu cung nhưng vẫn là cười nói vậy lão hủ đa tạ hàng quân đình vội hỏi không dám hẳn là vãn bối đa tạ lão thành chủ giúp đỡ việc kia sắc mặt của ninh khả vi thoáng cái trở nên cổ quái tràn đầy hoài nghi nói lý vân tiêu thực sự sẽ cướp hôn hàng quân đình hai hàng lông mày nhíu lại nghiêm mặt nói lấy vãn bối đối với người này lý giải hành sự quả thực chính là thiên mã hành không phóng đãng không kiềm chế được to gan lớn mật ngoài dự đoán mọi người lấy tính cách của hắn nhất định sẽ làm ninh khả vi nói ta đã thấy người này đích thật là hạng người thiên tài khó có được nếu hắn đối với khương nhược băng có tâm ta liền cho hắn một cái cơ hội hồng hoàng lam tam lão lúc này đều nghe lệnh của ta ta sẽ lệnh cưỡng chế hành động của bọn họ hắc một tiểu tử thật có ý tứ có thể có thể mang cho ta tới kinh hỉ cũng nói không chừng đây ninh khả vân nói nghe nói muội muội cùng với người này cũng đi rất gần nếu là cướp hôn nói chẳng lẽ không phải một con đường chết hừng tới hồng nguyệt thành cướp hôn người này thực lực lại không luận chỉ số thông minh đáng lo à gương mặt của hàng quân đình và quỳ hoa bà bà đều không tự chủ được co quắp một chút lặng lẽ không nói ninh khả vân cau mày nói thế nào lẽ nào ta có nói cái gì sai không hàng quân đình cười khổ nói sư thúc nói đích xác có điều bất công người này thập phần vướng tay chân cũng không phải cái loại hữu dũng vô mưu nếu là lần này hồng nguyệt thành không thể đem hắn áp chế nói tương lai rất có thể trở thành tồn tại giống như phong hào vũ đế phong hào vũ đế hùng, ừ, quân đình ngươi nghĩ quá đơn giản ninh khả vân vẫn như cũ lơ đễnh nói thanh niên nhân khó tránh khỏi sẽ có lúc nhiệt huyết xung động huống chi là thực lực tự thân cũng dưới tình huống không tệ lắm nếu là người này thật là khá cha có thể cân nhắc đưa hắn thu phục đưa về hồng nguyệt thành dù sao Hồng Nguyệt Thành phát triển còn là cần đại lượng huyết dịch mới mẻ. Ninh Khả Vi cười, từ chối cho ý kiến, nói. Nếu là có thể thu nạp người này, nhưng thật ra lần này thu hoạch lớn nhất rồi, chỉ bất quá lấy ta quan sát, quá khó khăn. Hắn nói, nơi đây ta không thích hợp ở lâu, lúc này rời đi. Khả Vân, ngươi có rảnh rỗi đi gặp hàng phong đi. Thân thể của Ninh Khả Vân hơi chấn động một chút, nói. Vâng, cha. Yeah. Ninh Khả Vi gật đầu, liền hóa thành một đạo hắc khí, tiêu tán ở bên trong xương phòng, ninh khả vân trầm tư một trận, nói: quân đình phát động tất cả lực lượng tra rõ người nọ cha ta kiên kỵ rốt cuộc là ai. hàn quân đình cả người run lên, nói: vâng, sư thúc. sắc mặt của ninh khả vân ngưng trọng, cũng đồng dạng tiêu thất ở trong xương phòng, chỉ để lại mùi thơm ngát nhàn nhạt, nhạt. bên trong xương phòng thoáng chút an tĩnh lại, không có bất kỳ thanh âm gì. hàn quân đình tựa hồ lâm vào trong sâu đậm trầm tư. Hồi lâu mới chậm rãi nói rằng chuyện đáp ứng Lý Vân Tiêu đã làm xong rồi hiện tại nên nghĩ biện pháp đối phó Lý Vân Tiêu quyết không thể lại mặc kệ hắn trưởng thành tiếp được. Quỳ Hoa bà bà nói Lão thân nghĩ đại trưởng quỹ không cần phải lo lắng rồi nếu Lý Vân Tiêu thật dám cướp hôn tất sẽ là một con đường chết. Hàng Quân Đình lắc đầu nói Trên lý trí ta cũng cho là như vậy nhưng luôn cảm thấy không có thuận lợi như thế. Nếu là lần này không thể đánh chết hắn sợ là cơ hội tiếp theo chỉ có thể đợi được sư phụ xuất quan. Quỳ hoa bà bà cả kinh nói. Đại trưởng quỹ không phải là muốn để cung chủ đại nhân tự mình ra tay đi. Trong mắt của Hàn Quân Đình chớp động hàn mang, lạnh lùng nói. Yêu nghiệt như thế quyết không thể theo lẽ thường đối phó, để sư phụ xuất thủ cũng không phải không thể. Quỳ hoa bà bà vẻ mặt kinh hãi, chỉ cảm thấy không lời chống đỡ. Hồng Nguyệt Thành trên thanh phong minh nguyệt lâu, thanh phong từ tới, cử rượu chủ khách một chén huyết trà đỏ tươi uống vào chỉ cảm thấy cả người linh khí dư thừa khoan khoái không nói ra được nhẹ nhàng di nhân trần phong cười nói lần trước phong vân tụ hội thiên hạ anh hào tề tụ đáng tiếc ta thật là trùng hợp đang bế quan không có thể đến được thực sự tiếc nuối đối diện đồng dạng là một gã nam tử trẻ tuổi trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị hắc hắc nói lúc đầu nguyễn tử mậu ở đây mời dự học quần anh hội tới đều là nhân tài mới xuất hiện thiên hạ tinh anh không nghĩ mới vội vã vài ngày đã cảnh còn người mất đã nhìn không thấy khuôn mặt quen thuộc nào nữa trần phong cười nói năm đó hạo miểu huynh tu vi chính là nhân tài kiệt xuất trong trẻ tuổi một đời hiện tại vẫn như cũ còn đúng ha ha trần phong huynh chớ tổn hại ta thưa hạo miểu cười khổ nói đây là đang cố ý hắc ta nha trần phong kinh ngạc nói thế nào nói ra lời này thất tinh vũ đế thực lực phóng nhãn thiên hạ mấy người có thể so bằng Thưa Hạo Miểu hừ nói, "Mấy người, sợ là hai cái tay đều đếm hết. Trước đây mình thật có chút tự đại, hiện tại mới biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Mặc dù là thiên chi nội, Lý Vân Tiêu đã cơ hồ là đại sơn vĩnh viễn khó vượt qua." Trần Phong và Lương Ngọc Y liếc mắt nhìn nhau, đều là cười khổ nói, "Người này có thể không cần lo lắng, bằng không quá đà kích người. Ở trong võ giả bình thường, Hạo Miểu huynh được cho là nhân tài kiệt xuất rồi." Thưa Hạo Miểu cười khổ nói, không nói chuyện cái đề tài thương tâm này nữa, tiếp tục uống trà. Trần Phong cười nói, thiên hạ đại thế, hiện tại chính là thời đại cường giả cùng nổi lên, náo nhiệt lộ ra. Ha ha, không có thể như vậy. Thừa Hạo miểu cười nói, nguyên bản tới Hồng Nguyệt Thành không có thấy mấy người cố nhân, tự cảm giác không thú vị, nhưng không nghĩ nghe được một tin tức thú vị, thật là làm cho người ta mong đợi. Chờ mong sao? Trần Phong mặt cười khổ, nhìn bầu trời xa xăm trong mắt chớp động tinh mang, cũng không biết nghĩ thế nào. Gió thổi mưa rông trước cơn bão. Bên ngoài Hồng Nguyệt Thành, trên một chỗ sườn núi, Lý Vân Tiêu nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đại chiến có tĩnh khí, toàn bộ bốn phía đều ở vào trong một loại bầu không khí cực kỳ đè nén. Đột nhiên trên người hắn hiện ra bốn đạo quang mang, một chút tản ra, bao trùm phương viên to lớn mấy mẫu, ấn quyết trong tay cùng nhau, liền đều thu nạp trở về, hóa thành một tòa núi nhỏ mê người, huyền phù ở trên lòng bàn tay. Thanh âm của linh mục địch truyền đến, nói: Bốn màu đâu xuất thiên, chậc chậc, trọng lượng này sợ là đại thành thân thể cũng không tiếp nổi đi. Lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu một đoàn thần dịch lực tinh khiết màu trắng, không ngừng mà bắt ra quyết ấn, đánh vào bên trong đâu xuất thiên, không ngừng có các loại ký hiệu bay ra ở bốn phía vờn quanh. Toàn bộ không gian cũng theo sơn thể biến hóa mà phát sinh các loại đứt gãy, toàn bộ quá trình không ngừng biến hóa, xa xa nhìn lại, một mảnh lưu ly trong sáng, không thấy hình dáng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Vân Tiêu hơi mở mắt ra, khen. Người có thể nghĩ ra phương pháp luyện chế như thế, quả nhiên là rất giỏi. Ta rất chờ mong dung hợp thất sắc, sẽ là bộ dáng ra sao. Thanh âm của Linh Mục Địch truyền đến, cười hắc hắc nói. Thất sắc đâu xuất thiên, tương truyền có thể diễn hóa ra một mảnh niết bàn thế giới, mặc dù ở thời đại kia của ta, muốn luyện chế thành công cũng là cực kỳ không dễ đấy. Lý Vân Tiêu nói, thất chủng bất đồng biến dị thổ hệ nguyên tố có thể luyện thành dụng cụ, như vậy bốn loại ngũ hành khác thì sao? Có phải là cũng có thể hay không? Cái này, Linh mục địch sửng sốt một chút, nói. Việc này ta thật ra chưa từng nghĩ tới, hơn phân nửa là không được. Dù sao bốn loại nguyên tố còn lại cũng không có hình thái cố định, chỉ có thể làm dung hợp. Như vậy tất nhiên sẽ thôn phệ lẫn nhau thành một vật, uy lực nhất định sẽ tăng nhiều, nhưng không có loại kỳ hiệu như thất sắc đầu xuất thiên. Ừ, không sao, sau này lại nghiên cứu đi. Lý Vân Tiêu đứng dậy, tiện tay vừa lộn cả ngọn núi thoáng chút hóa thành nhỏ bé cho đến biến mất tập này kết thúc ở đây nha sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn